Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Kelly Sài Gòn. Và xin chúc cho mọi người một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Nếu thấy thông tin hữu ích cho mình một cái like và nhớ nhấn nút đăng ký kênh dùm cho Kelly Sài Gòn. Thành thật cảm ơn quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, ở California, Mỹ thì bây giờ là cuối tháng 5. Mà ở Việt Nam mình thì là một tay tháng 6 rồi các bạn ha. Trong thời gian vừa qua thì dịch bệnh COVID-19 của Mỹ đã giảm rất là nhiều. Phải nói là một sự đáng kể, hình như là hầu hết mọi người đều được chích vaccine mũi thứ hai. Đâu đó cũng có một vài người họ không chịu chích và chỉ chích một mũi mà thôi. Nó cũng có một vấn đề này, có người vài người chết vì sau khi tiêm mũi thứ hai. Ở thành phố của mình đang ở cũng có một người tiêm mũi thứ hai thì cảm thấy mệt. Và cách gần một ngày sau thì họ qua đời. Và ở lân cận thì cũng có một thành phố cũng có một hai người chết. Mà tính tổng là cộng là mình nghe họ từ đó đến giờ khoảng cỡ 4-5 người chết vì sau khi vaccine mũi thứ hai. Nhưng mà không chích thì lại không được. Đó, các bạn nghĩ thấy không? Không chích thì không được. Hiện giờ đó mà tháng 6 này á, ai mà chích thuốc vaccine á thì được thưởng thêm 50 đô nữa. Chuyện lạ không quý vị? Chỉ có ở Mỹ Đế thôi. Chích thuốc mà còn được 50 đô để mua sắm ở tại cái cửa hàng đó nữa. Thiệt là chuyện lạ, ở đâu cũng có hết. Vào 15 tới tháng 6 này nếu mà không có gì trục trặc thì mở cửa hoàn toàn và nơi công cộng thì cũng không cần đeo khẩu trang. Nhưng mà nói như vậy thôi chứ mình cũng vẫn phải đeo à các bạn, mình cũng đeo à nha. Nó an toàn cho mình và an toàn cho gia đình. Vâng, thưa các bạn, hôm nay thì mình sẽ đưa cập nhật những tin tức ở Việt Nam, ở Sài Gòn như thế nào các bạn ha. Bây giờ thì xã hội đang cách ly, giãn cách xã hội, rồi chỗ này chỗ kia phong tỏa. Thường một năm, hơn một năm trôi qua, Việt Nam mình phòng cũng rất là nghiêm ngặt và cũng rất là tốt. Nhưng không ngờ lần này là lần thứ tư mà ảnh hưởng rất là nhiều người. Lần này cũng là nặng nhất nữa các bạn. Tại vì dịch Covid-19 này nó bị biến thể nữa. Ở Ấn Độ nó biến thể. Cho nên nhiều khi vaccine của Mỹ này cũng không ăn nhầm gì đó. Mong ơn trên phù hộ cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Kính thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh quyết định giãn cách xã hội 15 ngày từ 0 giờ ngày 31 tháng 5. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong chỉ đạo giãn cách xã hội trên toàn thành phố theo chỉ thị 15. Riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc quận 12 theo chỉ thị 16. Thời gian áp dụng giãn cách xã hội là 15 ngày từ 0 giờ ngày 31 tháng 5. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, từ 0 giờ ngày 31 tháng 5, toàn thành phố Sài Gòn sẽ thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15 cộng. Tức là thực hiện đầy đủ chỉ thị 15 và nâng cao một số biện pháp như không tụ tập quá 5 người nơi công cộng. Tăng cường thêm một số biện pháp phòng chống dịch, thực hiện nghiêm ngặt giãn cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp. Người dân, nhất là người trên 60 tuổi, chỉ ra khỏi nhà khi có việc thực sự cần thiết. Hạn chế đến các cơ sở khám chữa bệnh, trừ trường hợp thực sự là cấp bách. Doanh nghiệp sản xuất, cơ sở kinh doanh, hàng hóa thiết yếu vẫn được hoạt động nhưng phải đảm bảo khoảng cách an toàn và các quy định phòng chống dịch bệnh khi hoạt động. Riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày, cũng từ 0 giờ ngày 31 tháng 5, việc giãn cách thực hiện theo nguyên tắc gia đình, cách ly gia đình, khu dân phố cách ly, khu dân phố, phường cách ly phường. Chủ tịch Ủy ban thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cũng đồng ý đề nghị dời kỳ thi vào lớp 10 công lập cho đến khi có thông báo mới.
Quyết định được đưa ra tại cuộc họp khẩn về phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra sáng nay 30 tháng 5. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành Phong cùng lãnh đạo thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và các sở ngành, quận huyện dự họp. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành Phong sáng 30 tháng 5, Thủ tướng gọi điện chỉ đạo đề nghị thành phố khẩn trương xét nghiệm trên diện rộng của thành phố, khẩn trương khoanh vùng dập dịch quyết liệt. Ông Phong đề nghị các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện thực hiện nghiêm các chỉ thị chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố trước đó. Các doanh nghiệp sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu vẫn hoạt động bình thường nhưng vẫn phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Thành phố Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng toàn thành phố, trước hết là những đơn vị bầu cử, tổ chức bầu cử, những nơi liên quan đến hội viên của Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Về nguồn nhân lực y tế, Chủ tịch Ủy ban thành phố Hồ Chí Minh đề nghị huy động thêm sinh viên của trường Đại học Y Dược và Y khoa Phạm Ngọc Thạch hỗ trợ. Công tác lấy mẫu xét nghiệm nâng công suất lấy mẫu lên 50.000 mẫu một ngày. Tất cả hơn 280.000 lao động và 3.000 chuyên gia tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao sẽ được lấy mẫu xét nghiệm. Công nhân khi ra khỏi khu vực phải báo cáo với người quản lý nhân sự và phải khai báo y tế khi trở lại. Các sở ngành thực hiện nghiêm bộ chỉ số an toàn trong từng lĩnh vực. Tùy tình hình thực tế, có đề xuất bổ sung chỉ số. Các chợ đầu mối nhanh chóng đưa ra những phương án ứng phó khi dịch bệnh xuất hiện. Vận hành hiệu quả tổ an toàn COVID-19. Những địa điểm có tình dịch phức tạp thì thành từng tổ ứng phó và khẩn cấp. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các sở nắm bắt tình hình khó khăn tại các doanh nghiệp, người lao động, đề xuất phương án hỗ trợ trong thời gian tới. Ông Phong yêu cầu người dân thành phố tự giác chấp hành các biện pháp chống dịch, khai báo y tế tự nguyện, có biện pháp tự bảo vệ sức khỏe bản thân. Người đứng đầu các địa phương, các ngành, các doanh nghiệp chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình huống mất an toàn sức khỏe cho người dân. Phát biểu trước đó, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết: Chúng ta đã bị thủng lưới từ một trường hợp phạm luật đặc biệt nghiêm trọng. Tình huống hết sức khó khăn, phức tạp buộc chúng ta phải có biện pháp quyết liệt và có hiệu quả nhất. Đây là thử thách mới, thử thách đối với từng đồng chí trên cương vị của mình. Tôi tin tưởng với sự đồng lòng quyết tâm, chúng ta sẽ chiến thắng. Theo ông Nên, tình huống nguy hiểm mới buộc chúng ta hành động tương xứng, nếu không tình hình có thể vượt khả năng và tầm kiểm soát. Từ đó, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải hết mình bình tĩnh, tự động dự báo sát tình hình và đưa ra giải pháp tiếp cận hiệu quả nhất. Một tin khác bên lề, 177 ca COVID-19 lây trong cộng đồng. Theo Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bình, hiện nay thành phố Hồ Chí Minh đã có 13 ca COVID-19 trên 1 triệu dân. Đây là tình trạng đáng báo động. Ông cho biết hiện thành phố đang có 379 ca COVID-19, trong đó có 177 ca lây trong cộng đồng. Từ ngày 26 tháng 5 đến nay, ổ dịch liên quan Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng và liên quan hai vợ chồng đi khám bệnh tại Viện Đa khoa Hoàng Mỹ Sài Gòn đã phát hiện 136 ca. Trong đó thành phố Hồ Chí Minh có 133 ca, 3 ca còn lại là F1 đi về các tỉnh Long An, Bạc Liêu và Tây Ninh. Riêng từ 23 giờ tối ngày 29 tháng 5 đến sáng nay 30 tháng 5, sau khi mở rộng xét nghiệm tại một số phường, quận ở Gò Vấp và quận huyện khác đã phát hiện thêm 36 ca nữa.
Như vậy là tình hình rất là căng thẳng ở Việt Nam, nhất là ở Sài Gòn các bạn nam. Các bạn đừng có chủ quan. Chúng ta phải nghe theo chỉ thị của chính quyền sở tại. Số ca nhiễm ở Việt Nam hiện giờ, tổng cộng số ca nhiễm thì là 4.246 người. Bắc Giang cộng thêm 134, tổng cộng là 2.252. Ở Bắc Ninh hôm nay thì có thêm 38 người nữa, tổng cộng là 842 người. Ở Hà Nội thì cộng thêm 28 người nữa, nghĩa là 412 người. Chúng ta sẽ điểm qua một cái tờ báo VN Express.net ở Việt Nam. Tâm dịch Bắc Giang hạ nhiệt. Dịch bệnh tại Bắc Giang có dấu hiệu hạ nhiệt khi số ca nhiễm COVID-19 trong đợt xét nghiệm thứ hai giảm một nửa so với đợt thứ nhất. Bắc Giang ghi nhận số ca nhiễm cao nhất cả nước là 2.252 ca. Tuy nhiên, giáo sư Lê Thị Quỳnh Mai, Viện Phó Vệ sinh Dịch tễ Trung ương dự báo số ca nhiễm tại Bắc Giang sẽ tiếp tục giảm sâu trong lần lấy mẫu thứ ba. Số lượng F0 tại các điểm nóng cũng có xu hướng giảm. Ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhận định điểm nóng huyện Việt Yên đã có những chuyển biến rõ rệt và theo chiều hướng kiểm soát tốt. Biện pháp cách ly xã hội theo chỉ thị 16 tại đây đang phát huy tác dụng. Trong ngày 31 tháng 5, toàn tỉnh ghi nhận thêm 134 ca COVID-19, giảm hơn 2 lần so với đỉnh điểm là 375 ca hôm 25 tháng 5. Tỉnh có 3 ổ dịch chính, thứ nhất là xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, liên quan đến bệnh viện Khê ở Hà Nội. Những ngày qua, không ghi nhận ca nhiễm mới, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bắc Giang nhận định ổ dịch này đã được khống chế, không còn khả năng bùng phát ra cộng đồng. Xã Phương Sơn đã được dỡ bỏ cách ly y tế. Ổ dịch thứ hai tại khu công nghiệp Phương Trung liên quan đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cũng được kiểm soát, các F0 mới phát hiện đều từ F1 trong khu vực cách ly phong tỏa. Ổ dịch thứ ba tại khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, số F0 nâng cao nhưng đều trong khu cách ly hoặc khu vực phong tỏa. Tuy nhiên, đây vẫn là ổ dịch phức tạp nhất với các điểm nóng là thôn Trung Đồng, Núi Hiểu, Tam Tần, xã Quang Châu. Các ca nhiễm là người nhà hoặc người tiếp xúc gần với công nhân những ngày tới. Bộ Y tế sẽ tăng cường thêm các bộ y tế nâng công suất xét nghiệm tại huyện lên 1,5 lần. Toàn tỉnh lấy được hơn 719.000 mẫu xét nghiệm, còn hơn 9.300 mẫu đang chờ kết quả. Hai ngày là ngày 30 và ngày 31 tháng 5, tỉnh lấy 45.000 mẫu xét nghiệm ở các huyện an toàn đều cho kết quả âm tính. 39 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại Bắc Giang được chữa khỏi và xuất viện. Đây chủ yếu là công nhân tại khu công nghiệp huyện Việt Yên, điều trị bệnh viện dã chiến số 1 và bệnh viện phục hồi chức năng tại Bắc Giang. Kính thưa quý vị, trong khi đó, dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh tức Sài Gòn đã lan ra 4 tỉnh khác là Bạc Liêu, Bình Dương, Đắk Lắk và Long An. Sài Gòn ghi nhận 157 ca COVID-19 trong 5 ngày qua. Thành phố xuất hiện hai chuỗi lây nhiễm mới là cụm dịch từ quận Tân Phú và Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Tối ngày 31 tháng 5, xác định hai chuỗi lây nhiễm có mối liên quan, kết quả giải mã gen virus cả hai nơi đều là biến chủng của Ấn Độ. Một lần này nữa, Cali Sài Gòn xin nhắc lại là biến chủng của Ấn Độ rất là nguy hiểm, nó còn hơn là con cái lần trước nữa. Quý vị, vaccine mà của Mỹ cũng không ăn nhầm gì đó nó. Riêng ổ dịch tại Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng, thành phố đã xác định có 191 ca nhiễm, trong đó 40 người là hội viên, 104 người tiếp xúc gần, 46 F2 và F3. Người đầu tiên có triệu chứng ngày 13 tháng 5 và có khả năng là nguồn lây của nhóm hội truyền giáo.
Người này từng đi Hà Nội và trở về Sài Gòn vào ngày 29 tháng 4. Thành phố đã lấy mẫu hơn 151.000 người liên quan đến hai ổ dịch. Thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ 0 giờ 31 tây tháng 5. Sáng ngày 31 tháng 5, Hà Nội ghi nhận thêm 27 ca COVID-19 là F1 đang cách ly tại trường quân sự Sơn Tây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đến kiểm tra khu vực cách ly, yêu cầu giảm mật độ trong trường để phòng lây nhiễm chéo qua. Trong chiều và đêm 30 tháng 5, Hà Nội phối hợp với trường quân sự chuyển ca F1 đã cho kết quả âm tính đến cách ly tại đại học. Nhằm giảm mật độ F1 tại đây, Hà Nội cũng yêu cầu người ở Sài Gòn về từ 16 tháng 5 trở lại đây phải khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Để đề phòng chống dịch bệnh, Cục Hàng không Việt Nam đã tạm dừng nhập cảnh hành khách trên các chuyến bay quốc tế vào Việt Nam tại sân bay Nội Bài, kéo dài đến ngày 7 tháng 6. Như vậy, hai sân bay lớn nhất cả nước là Nội Bài và Tân Sơn Nhất đều tạm dừng đón chuyến bay quốc tế. Vâng, cảm ơn các bạn đã cùng với mình chia sẻ và cập nhật thông tin ở trong nước hiện giờ về dịch bệnh đang rất là lây lan rất là nhiều nơi, cho nên các bạn cũng đừng có nên chủ quan và hãy cẩn thận và nghe theo lời chính quyền hoặc là Bộ Y tế chỉ dẫn và cách ly xã hội. Tưởng rằng Việt Nam của chúng ta đã an toàn các bạn ha. Mình làm cho mình nhớ lại thời tháng 3, cuối tháng 3 năm ngoái tại Mỹ, xã hội bắt đầu cách ly. Lúc đó mình cũng mừng tưởng rằng nghĩ rằng là cách ly khoảng cỡ 2 tuần hoặc 3 tuần thì tất cả mọi người trở lại làm việc. Nhưng không ngờ nó kéo dài được mấy tháng sau. Rồi xong xuôi cái trở lại làm việc được không được bao lâu, rồi như mấy tuần lễ gì đó là bắt đầu cách ly thêm một lần nữa, và lần thứ hai là nặng nhất. Lúc đó mình nhớ mình ở nhà liên tục mấy tháng trời luôn, tối thì thức khuya coi tình hình, rồi sáng thì người thức dậy trễ, rồi ở trong nhà không dám đi đâu, nhưng chỉ đi ra đi vô, đi ra vô. Và tình hình lúc đó rất là u ám, mình nghe tin tức người chết rất là nhiều, mỗi ngày chết mấy ngàn người, mấy ngàn người đó, cho nên không dám đi đâu hết. Mong rằng Việt Nam sẽ ok sau 15 ngày giãn cách xã hội và chúng ta trở lại cuộc sống bình thường như ngày trước. Cảm ơn các bạn đã cùng Cali Sài Gòn cùng chia sẻ những thông tin mới vừa cập nhật được. Xin chào và hẹn gặp lại.